Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Cái cấu hình ngày hôm nay thì Tùng Nguyễn giới thiệu tất cả các bác mấy cái combo loa về dòng sự kiện và gia đình. Thì cái mẫu leo của Silly này thì 30 này, 40 này. Về hàng cái thì các bác ủng hộ liên tục. Được làm côn dây nhôm dẹt và bích thép 7 màu vàng ươm. Và loại này là neo bi và chất tiếng của nó dòng phân khúc cao cấp, tiếng của nó rất hay. Sau đây em Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu tất cả các bác combo 30B3 dựng thùng loa. Anh em có thể là yêu cầu Tùng Nguyễn dựng một đôi, hoặc là anh em bị cháy bát, hỏng tép, hỏng vân vân thì lấy rời. Một đôi bát 30NG335 hàng chính hãng công ty. Một đôi bát 50 súp màng sợi carbon em gửi cho một bác khách ở trong miền Nam, bác ấy đang bị cháy súp rồi và hôm nay đóng hàng gửi luôn cho bác ý để bác ý thay thùng. Đặt lên đang đánh côn 100 và lên côn 125. Và anh em có nhu cầu dựng loa dây với các cấu hình như loa neo của 30 của Silly côn 76 xương chân nhẹ và 40 neo Silly côn 76 xương chân nhẹ, con này côn dây nhôm dẹt nhá, lắp cái kèn neo 750B và vân tần BL3. Sau đây em Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu với tất cả các bác. Đầu tiên em sẽ giới thiệu tất cả các bác chơi gia đình này. Anh em chơi gia đình này, hoặc là loa kẹo kéo, hoặc là các cái dòng loa đi xô này. Bát của nó là từ 190 côn 76 lít, có 3 cái nốt để tỏa khí tỏa nhiệt. Bát của nó mang thương hiệu là B3. Đấy, từ 190 xương nhôm gang đúc. Con này hình thức B3 như nào thì nó là hình thức như thế. Họ hàng này mang thương hiệu. Và lón của nó lõm này, nó lõm và gân vải tẩm dầu nó 3 gân. Bích của nó rất dày luôn. Con này bích 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 của B3 này rất là dày. Từ 190 côn 76. Đấy. Phân tần này thì là mạch lọc phân tần BL2 chạy hai chở nhôm màu vàng và quay bóng cầu chì để chống cháy. Đường để hàn dây thì ra check thì có chữ check, mà chữ bát thì có nó là đường bát. Đường in là đường vàng. Còn đâu cái đường tép của nó thì là cũng tép là tép B3 từ 120 côn 4 nắp nhôm. Tép này là loại bắt ốc nhá. Ở trên thị trường có nhiều loại thì có thể người ta làm luôn cả cái đầu xoáy thì loại hình như là giá nó cũng rẻ. Loại này của Tùng Nguyễn Audio nó khác với các cái dòng người ta bán ở trên thị trường một chút về cái chất lượng nhá và độ hay của nó. Từ 120 côn 4, riêng cái tép B3 này của Tùng Nguyễn Audio ấy, thường thường nếu mà con nào mà không rơi vãi ấy thì nó sẽ phải đi kèm theo quả bộ ốc 7 màu như này. Đấy, các lô về bao giờ cũng thế, bao giờ lô nào không có ốc hay gì hay nào không bỏ ốc qua thì mình bảo sau, nhưng tép nó như thế. Hàng thì về lô nào thì em báo lô ý, nhưng mà test thường thường B3 của em thì bao giờ cũng đi kèm ốc 7 màu như này. Còn tiếp tục thì cái combo của B3 ở đây là chọn gói một combo như này, bao ship rồi là 3 triệu. Bát, tép, phân tần. Đấy. Còn đây là một đôi bát 30 hàng chính hãng của LG335. Từ 190 côn 76 lít, có 6 cái lỗ, 8 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Đít nồi nhá. Xương chảy đôi này, gân vải tẩm dầu 2 gân này. Riêng hàng NG các bác lưu ý cho em, thùng phải có LG mới là hàng chính hãng nhé. Đấy, riêng hàng NG. Từ 190 côn 76 chạm nhún màu vàng. Nhìn hàng hãng nó khôn và rất là đẹp. Từ 190 côn 76 kẹp lỗ rất là dày, được tiện vát. Cặp bát này thì hôm nay thì em cũng báo giá luôn trong video là 2.950.000 một cặp. Còn đây thì giá đều được bao ship hết rồi các bác nhé. Và đây là cặp bát súp 50 màng sợi carbon. Từ 260 côn 125 đít bát có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt đít lồi. Con này là màng được đan bằng sợi carbon. Mũ, màng. Màng xếp đi mặt sau, xếp đi mặt trước. Con này sử dụng các cục đẩy từ 1.300, 1.500, 1.800. Đấy, 2.200 để đánh các cái dòng như này. Gân vải tẩm dầu 3 gân. Cái dâu của con bát này sẽ được bọc dây điện từ ngoài vào trong, từ 220 cùng 100. Kẹp lỗ là thép trắng. Con này là hàng đầu gấu nhá. Hàng này là hàng được đan bằng sợi màng, đan sợi carbon oánh cực kỳ lực và bền. Cái đôi bát này của nó bây giờ giá hiện tại là 6 triệu 7 một đôi. Bát màng đan bằng sợi carbon. Còn đây combo từ neo thì anh em có thể là tham khảo cái dòng neo này.
Ken 750 Neo BNC từ bi. Con này nếu mà so sánh với hàng thị trường ấy thì con này bi của nó rất là bóng, sáng, khít, đẹp và có ánh 7 màu nha anh em nhé. Các bác nhìn tay em cầm con bi nó rất là đẹp luôn. 750 Neo BNC cốc nhôm. Cái đôi củ tép BNC này của nó có giá 2 triệu 2 một đôi nhé. Côn cốc nhôm và côn dây dẹt đấy các bạn. Còn đây là cái neo xương hình chân nhện đây. Đây Sini này này. Nếu cây nào không có bát, không có cái tem Sini này thì không sao cả. Những cái thùng ngoài của nó là thùng thùng của nó đều có chữ Sili hết. Deep bát có 6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Được bích của nó là bằng sắt nhưng mà được mạ 7 màu. Đấy. Mạ 7 màu và côn dây nhôm dẹt. Các bác nhìn qua cái lỗ côn này này. Đấy. Vàng ươm luôn từ chỉ trong ngoài. Các bác nhìn qua khe này này. Đấy, côn phíp và được cuốn dây nhôm dẹt nhá. Đây là loại bát xịn từ bi. Côn 76 chạm nhún đồng. Con này là màng tím và gân vải tẩm dầu 3 gân. Bát này của nó có giá là 2 triệu à đâu? 3 triệu 8 một cặp các bác nhé. 3 triệu 8 một cặp bát 40 neo của Sili. Còn đây là bát của 30 neo. Bát 30 thì nó cũng thế thôi. Nó cũng giống như con này. Đây này, nhìn qua cái lỗ côn này cũng là côn dây nhôm dẹt từ bi. Bi rất là sáng bóng đẹp luôn. Ánh trên ánh dưới đều là 7 màu. Đấy. Đẹp không? Hàng rất là đẹp và khôn luôn. Nhà Tùng Nguyễn Audio tuyển loa thì các bác yên tâm về chất lượng của loa. Cặp này của nó sẽ thấp hơn cặp 40 300 nghìn. 3 triệu rưỡi cặp bác này. Thì các bác có nhu cầu đến các cái dòng sản phẩm bát rời của các dòng ở đây, hãy nhấc máy lên và gọi đi cho Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn các bác trong clip mới nhất các bác nha.